Rồi, ok, xin chào các bác. Thì cái vấn đề về âm thanh ở trên LG em cũng không muốn nói nhiều nữa vì em cũng có khá nhiều cái clip để mà nói về cái âm thanh này rồi. Và anh em nào mà dùng cái điện thoại LG lâu dài rồi thì cũng đã khá là hiểu. Tuy nhiên thì gần đây những em nào mới dùng đến LG, mới biết đến LG ấy, thì là có những cái hiểu nó hơi bị sai một chút. Thì nay sẽ nói lại cho các bác một chút thôi, nói chung nói nhanh thôi để đính chính lại. Thì trước tiên thì về cái phần loa ngoài thì em không muốn nói nhiều tại vì cái loa ngoài ấy, thì LG không được ngon mấy, chỉ có những cái con như kiểu là con Velvet, con V60 ấy, như em đang dùng con V60 này này thì là cái loa ngoài nó còn ngon, như và con G7 nữa, G7 cũng ngon. Chứ còn những con như kiểu V50 rồi V40, G8 ấy, nhất là con V50 thì rất là tệ. Nói chung là phải nói là khá là tệ. Tại vì anh em chê con loa ngoài con V50 rất là nhiều. Đấy, thì cái loa ngoài thì em đánh giá không cao về LG, chỉ đánh giá con Velvet và con V60 này là ổn thôi. Còn đặc biệt là em chỉ quan tâm đến phần tai nghe thôi. Đấy, thì tại vì sao anh em vẫn còn dùng LG ấy, như em đây này, thì một phần em còn dùng LG cũng không phải là một phần là vì nó rẻ đâu. Rẻ thì đương nhiên là thích rồi, nhưng mà nó một phần là vì nó còn có cái chip âm thanh riêng ấy, để mà nghe nhạc nó tốt hơn ấy. Đấy, thì nhiều anh em cũng giống như em thôi, nhiều anh em mà chơi LG lâu năm cũng cũng giống như em thôi, vẫn thích dùng LG vì nó còn cái chip DC. Đấy, thì đây là khi các bác cắm tai nghe vào thì nó sẽ có cái hi-fi quát DC này này. Đấy. Đấy, thì cái chip DC này nó có tác dụng như thế nào ấy? Thì nhiều anh em lại cứ nghĩ là cái điện thoại LG nó cũng như điện thoại bao điện thoại khác thôi, nhưng mà hoàn toàn nó không phải nhé. Điện thoại LG khi mà cắm một cái tai nghe nào đó nó có trở kháng trên 50 ohm ấy, trên 50 ohm nhé, thì nó sẽ cho ra một cái chất lượng âm thanh nó ổn hơn, nó lực hơn, nó to hơn. Đấy, đấy là cái cảm nhận của em nhé. Còn đương nhiên cũng có nhiều anh em bảo là nó chỉ to hơn thôi chứ nó không hay hơn, thì cái đấy là việc nghe của mỗi người. Nhưng mà em cảm giác là nó đánh tốt hơn và nó có lực hơn thì nó sẽ phê hơn. Đấy, thế đây, như cái con này của em này, em đang cắm một cái tai phone nó có trở kháng là 50 ohm. Đấy, thì nó sẽ hiện thị 50 ohm đây. Thì từ cái đời V30 ấy, thì các bác cắm vào nó sẽ không hiện cái này đâu. Các bác bắt buộc phải tải cái phần mềm là Hi-Fi Stardust này này, và các bác phải mua trực tiếp trên trên CS Play nhá, thì nó mới hiển thị chính xác. Chứ còn các bác tải file APK ấy, thì nó không không chính xác đâu, và nó không nhiều khi không dùng được cơ. Cho nên các bác bắt buộc phải tải trên CS Play và mất có 20.000 thôi các bác nên tải nếu mà quan tâm đến âm thanh. Đấy, thì như cái app này nó sẽ hiển thị cho anh em biết được là tai các bác đang đang ở cái chế độ nào. Ví dụ ở Hi-Fi này, AUX này, 50 ohm này. Đấy, thì ở cái chỗ Hi-Fi này là có nghĩa là các bác đang cắm một cái tai nghe bình thường. Đấy, và ở cái chế độ AUX này thì có thể các bác đang cắm một cái kiểu là cái dàn âm ly ấy, thì nó hay hiển thị AUX. Còn nếu mà nó hiển thị 50 ohm như này, trên này 50 ohm này. Đấy, thì có nghĩa là các bác đang cắm một cái tai nghe có trở kháng là 50 ohm. Đấy, thì khi mà các bác cắm một cái tai nghe trở kháng trên 50 ohm như vậy thì các bác sẽ phát huy được hết cái công suất, cái khả năng chơi nhạc của cái con chip DC này. Và theo cái đôi tai trâu của em thì em thấy là nó phê hơn. Đấy, còn tùy các bác thôi, cái này là cái cảm nhận hay dở là mỗi người mà, không không thể áp đặt của mình cho tất cả được. Đấy, thì đấy là cái am hiểu cơ bản về cái chip DC này nhé. Cho các bác nào mà mới biết đến LG thì các bác hiểu nó chính xác hơn. Đấy, và nhân tiện đang nói về cái việc mà dùng cái tai nghe nào ở trên LG thì em cũng khuyên các bác là nếu như bác đã chót dùng LG rồi, đã có chút quan tâm về vấn đề âm thanh trên LG thì các bác nên mua một cái tai nghe nào đó nó có trở kháng trên 50 ohm nhé. Đấy, thì nó sẽ phát huy được hết cái khả năng chơi nhạc của LG. Thì em cũng đang có bán mấy cái loại tai nghe của không phải là của mà là dùng, tại vì em chế mấy cái này đều đều là chế cho LG mà. Đấy, như đây là một cái tai tai earbud này. Đấy, để em gửi ra cho các bạn. Cái tai này thì cái dây nó hơi rối các bạn, nó không được chuẩn chỉ cho lắm. Cái dây này thì cũng cũng ở mức trung bình thôi. Thì đây là một cái dạng tai earbud, và cái tai này nó có trở kháng là 64 ohm. Đây, thì đây em vừa bóc cái này ra. Thì cái tai earbud này nó có cái vành tai ở ngoài này, cái vành này ngoài này này,
nó có cái vành là kích cỡ là 15.4 mm, cho nên là nó khá là to ấy. Nếu như bác tai các bác nào mà cái vành tai nhé, cái vành tai chứ không phải cái lỗ tai nhé, cái vành tai mà nó hơi bé ấy, thì các bác khi mà đeo cái dạng này, cái con này của em này, nó sẽ hơi bị kích và hơi bị đau một chút đấy. Còn các bác nào mà tai nó ở mức vừa phải, ở mức hoặc là tai to ấy, thì đeo này rất thoải mái nhé. Và hiện tại là tai của em ấy, ở mức trung bình ấy, thì em cũng đang đeo cái tai này và em đeo nó rất là thoải mái. Em hay về quê ấy, em ngồi trên xe tầm 3-4 tiếng ấy, em đeo suốt thời gian đấy nó vẫn không thấy có hiện tượng là bị mệt mỏi ấy. Nói chung là cái việc mà đeo cái dạng earbud hay là dạng in-ear thì nó tùy thuộc vào mỗi người, mà mỗi người thích cái này thì cái kia. Nhưng mà em đang giới thiệu về cái tai nghe này thôi thì em nói thế. Và cái tai nghe này thì nó cũng có cái chỗ để tăng giảm âm lượng đây đấy, bằng tạm dừng nhạc, nhận cuộc gọi để tăng giảm âm lượng bình thường, có mic bằng hoàng và cái jack cắm của nó là jack chữ L như này. Thì cái chất lượng của cái dây này nó không được xịn, nó chỉ ở mức trung bình khá thôi, cho nên là mục đích của em làm cái dây này để mà giảm cái giá thành đi ấy, thì cái tai này nó em đang bán với giá là khoảng 250.000 đấy, thì nó sẽ giảm cái giá thành đi. Và anh em nào muốn cái giá nó rẻ, nó rẻ hơn thì mua loại này, em vẫn bán và anh em dùng rất là bình thường và nó cũng khá là bền các bạn. Nó chỉ hơi không đẹp mấy và nó hơi hơi rối ấy. Đấy, đây là cái tai earbud đấy. Còn một cái dạng nữa đó là cũng là earbud thôi đây, thì cái tai của nó cũng y chang như cái tai kia, nó y chang như tai kia, nhưng mà em thay cái dây của nó, cái dây của nó sẽ xịn hơn rất là nhiều. Đây, cái dây này nó xịn rất là nhiều, nó không gần như không rối ấy. Và cái chất lượng dây ấy, nó ngon hơn. Thì cái củ tai thì nó cũng y chang như cái kia thôi. Đây, nó cũng y chang như cái kia thôi. Nhưng mà tất cả những chi tiết khác ấy, như kiểu là cái nút bấm này này. Đấy, nó đều bằng kim loại. Đấy, bằng kim loại rất là ngon luôn. Đấy. Và nó có thêm không, cái này thì cái này gọi là cái giữ giữ dây, cái kẹp giữ dây thì cái nào cũng có thôi, em đang để ở đây thôi, chứ cái nào em cũng sẽ tặng kèm cái kẹp giữ dây này. Nó cũng rất tiện khi mà các bác đeo vào áo ấy, các kẹp này vào nó không bị cái tai từ chỗ này đến cái tai của bác nó không bị xê dịch ấy, nó nghe nó trải nghiệm nó thích hơn đấy. Và cái chỗ này, cái chỗ chìa này cũng bằng kim loại này các bác đấy, kim loại này đấy. Và dây nó rất là chất luôn, nhìn rất là chất luôn đấy. Và cái rắc chữ L nó cũng thế thôi, cũng bọc được bọc bằng kim loại, chỗ này thì bằng nhựa đấy, nó cũng rất là chất đấy, các bác thấy không. Thì cái tai nghe này cơ bản là nó đắt, là đắt ở cái dây thôi các bạn, tại vì cái dây này mua đắt lắm. Em mua xong rồi nữa còn phải chế cháo đủ thứ nữa, cho nên nó đắt, cho nên là cái tai này em nó phải bán là 350.000 đấy. Thì do cái dây nó tốt hơn ấy, thì em cảm nhận là cái chất âm nó cũng được tăng lên một chút các bạn. cái cảm nhận riêng của em thôi đấy. Còn một loại nữa mà em cũng mới phát triển gần đây thì cái loại này đây, thì cái loại này nó là cái dạng in-ear nhé. Thì cái loại in-ear này nó cũng có trở kháng là trên 50 ohm, em đang chế nó đang tầm khoảng gần 60 ohm các bạn. Thì cái dây của nó ấy, thì cũng là dây ngon, dây xịn như cái dây em đang dùng kia, cái earbud này em đang dùng nhé, cái earbud này em đang dùng hàng ngày đấy. Đấy. Thì cái dây này thì cũng là giống hệt như dây kia thôi, chất liệu các thứ thì cũng y chang thôi, nó chỉ khác một cái là củ tai này. Cái củ tai này là củ tai dạng dạng in-ear đấy, dạng in-ear nha các bác. Củ tai này dạng in-ear và cái trở kháng của nó là tầm khoảng 60 ohm. Và nếu như mà so sánh cái chất âm ấy, so sánh cái chất âm của cái này với cái so sánh của cái này, có nghĩa cái earbud này với cái in-ear này, thì cái có nghĩa là cái cân bằng ấy, nếu mà em đang đang nói về việc mà cái chất âm nó cân bằng giữa ba giải mid, chest và bass ấy, thì là cái con earbud này nó vẫn cân bằng hơn. Thì còn cái con in-ear này nó thiên hơi thiên về bass nhiều hơn một chút đấy, hơi 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 thôi. Tại vì cũng có thể là do cái cấu tạo của cái in-ear này thì dẫn đến là cái bass nó cho cái lực nó đánh nó căng và nó chắc hơn ấy. Đấy, thì nếu như bác nào mà hay nghe những cái thể loại nhạc như kiểu nhạc đan, nhạc sàn, nhạc mạnh ấy, cái nhạc mà có trống rồi các thứ nó mạnh mẽ ấy, thì các bác nên nghe cái loại này. Và cũng một phần nữa là cái này nó sẽ nhỏ hơn. Đây các bác nhìn thấy không? Nó sẽ nhỏ hơn. Nó sẽ nhỏ hơn thì
thì các bác sẽ nhét được cái này vào cái lỗ tai của bác nó kín hơn và nó sẽ cách âm tốt hơn. Đấy. Thì các bác nào mà tai nhỏ thì sẽ dùng nên dùng cái này. Nhưng mà theo cái kiến của em thì là cái tai này nghe nó, tại vì do nó cấu do các bác phải nhét vào trong cái lỗ tai ấy, dẫn đến là khi mà nghe nó sẽ bị, em nghĩ là nó sẽ bị nhanh mỏi hơn. Đấy là theo cái cảm nhận của em. Còn tùy thôi, mỗi anh em nào vẫn có nhu cầu riêng mà. Anh em có anh em thì chỉ đeo được cái loại này, không đeo được cái loại này. Còn có anh em chỉ đeo được cái này và không đeo được cái loại này. Như em thì chỉ đeo được earbud này thôi. Và cái earbud này thì nó thiên về cái gì? Nó thiên về cái vocal nhiều hơn ấy. Nó cân bằng nhưng mà nó thiên về cái vocal, như nó tôn lên cái giọng người hát hơn một chút. Đấy. Bass các thứ vẫn có hết nhá, nhưng mà nó nghe cái nhạc như kiểu là nhạc trữ tình, nhạc bolero, tức là nhạc nhẹ ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái in-ear này thì nó sẽ nghe cái nhạc mạnh hơn, thì nhạc đàn thì nó sẽ phù hợp hơn. Đấy thì do cái việc mà tìm tìm các linh kiện này, tìm linh kiện rồi tìm đủ thứ để mà chế được cái tai nghe in-ear này, thì đấy là cái giá thành của nó bị đội lên các bạn. Thì cái con in-ear này em đang phải bán là 450.000 các bạn. Đấy. Em thấy là nó rất là đẹp và đáng để mà mua. Như em đã mất bao tiền để mà em thử cái thứ rồi, đến giờ này mới phát hiện là nó mới tìm được nó. Đấy, cho nên các bác cứ cứ mạnh dạn mà thử xem, em nghĩ là không hối hận đâu. Đấy. Và ở trong này thì ở trong mỗi cái cặp tai nghe thì em đều có tặng cái mút tai đây, ví dụ đây có hai cặp tiếp đây nữa, và những cái này cũng có thêm cả các cặp cặp nữa. Đấy, và tặng cả hộp này nữa nhé. Đấy thì không biết các bác nào mà còn xem đến đây thì em khuyên các bác là nếu như các bác nào mà dùng cái điện thoại LG mà có DAC thì các bác nên mua một cái điện thoại, à nên mua một cái tai nghe nó có cái trở kháng là trên 50 ohm thì các bác mới nghe được hết cái khả năng nghe nhạc của cái chip DAC này nhé. Và nhắc lại cho các bác nữa là cái chip DAC này nó không có tác dụng trên cái tai nghe Bluetooth nhé. Khi các bác mà dùng tai nghe Bluetooth ấy, có nghĩa là tai nghe không có dây ấy, thì cái chip DAC này hoàn toàn là không có tác dụng gì cả. Đấy, cho nên các bác chú ý nhé. Nhiều bác vẫn hỏi là tai nghe Bluetooth thì có kích được chip DAC không, thì đính chính lại các bác chính xác là nó không thể nào mà có tác dụng gì với cái chip DAC cả. Đấy, rồi ok. Thì đấy là cái chia sẻ em về cái việc mà nghe nhạc trên LG. Hy vọng là qua cái này các bác cũng cũng hiểu được nó chính xác hơn ấy. Chứ không đừng nghe mấy cái ông mà em cũng không hiểu sao mà trên nhóm của em, trên nhóm tất cả nhóm LG có rất nhiều cái thành phần mà hay đồn thổi linh tinh, không hiểu sao mà họ có thể nghĩ là những việc rất là vi diệu như thế. Đấy, như kiểu nó chứ không nói không nói có, không có gì mà nói có được, hoặc là có nhưng mà lại cố tình gì mà hàng nói. Đấy, kiểu kiểu như thế. Rồi ok, hy vọng là các bác sẽ thấy hữu ích. Chào các bác.